Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2023 về chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030. Nghị quyết này ghi nhận thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tăng cường an ninh quốc phòng. Đảng và nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp như ban hành chính sách và luật pháp về phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực vẫn còn hạn chế. Nghị quyết 168 NQCP là bước quan trọng tiếp theo để đảm bảo tầm nhìn chiến lược trong việc kiểm soát và giảm thiểu tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ cam kết thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng theo hướng tăng cường tính minh bạch, công khai, đảm bảo trách nhiệm của cán bộ, công chức và xã hội. Nghị quyết 168 NQCP đặt ra những mục tiêu và biện pháp cụ thể để xây dựng một nền văn minh trong các lĩnh vực công và tư, đồng thời xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, công bằng và hùng cường. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2023 về chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030. Nghị quyết này ghi nhận thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tăng cường an ninh quốc phòng. Đảng và nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp như ban hành chính sách và luật pháp về phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực vẫn còn hạn chế. Nghị quyết 168 NQCP là bước quan trọng tiếp theo để đảm bảo tầm nhìn chiến lược trong việc kiểm soát và giảm thiểu tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ cam kết thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng theo hướng tăng cường tính minh bạch, công khai, đảm bảo trách nhiệm của cán bộ, công chức và xã hội. Nghị quyết 168 NQCP đặt ra những mục tiêu và biện pháp cụ thể để xây dựng một nền văn minh trong các lĩnh vực công và tư, đồng thời xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, công bằng và hùng cường. Tham nhũng và tiêu cực vẫn diễn ra nghiêm trọng và phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng, ngân hàng, thuế, hải quan và lĩnh vực thực thi pháp luật trực tiếp đối với người dân và doanh nghiệp. Tham nhũng vẫn là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ Việt Nam. Những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này chủ yếu bao gồm cơ chế quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế và bất cập. Thêm vào đó, việc thực thi pháp luật vẫn chưa đủ nghiêm, việc phát hiện và xử lý tham nhũng còn nhiều hạn chế. Một số tổ chức bộ máy còn chồng chéo và hoạt động chưa hiệu quả. Một phần nhân viên cán bộ, công chức, viên chức có lối sống và tư tưởng chính trị bị suy thoái. Ngoài ra, sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng và tiêu cực cũng còn hạn chế. Việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực đối mặt với những khó khăn và thách thức mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng và tiêu cực đến năm 2030 để tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Giai đoạn đầu tiên, từ năm 2023 đến năm 2026, sẽ tập trung vào nghiên cứu, rà soát và cải thiện pháp luật về quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, tăng cường khả năng phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2026 đến năm 2030, sẽ tận dụng kết quả đạt được trong giai đoạn trước để xây dựng kế hoạch chi tiết và thúc đẩy việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu của chiến lược.